Wow, bông quá chừng luôn mọi người. Mọi người biết cây này là cây gì không vậy mọi người? Ai mà biết cây này là cây gì thì comment ở dưới bên dưới cho mình biết nha. Bông đẹp quá. Chào cả nhà nha. Thì, hôm nay trời nắng đẹp quá, mình sẽ đi vô cái khu rừng này nè. Cái khu này thì mình trước giờ mình cũng hay đi nhưng mà lâu rồi mình cũng không có vô trở lại vô đây. Thì hôm nay mình sẽ đi vô đây coi có cái gì mới không. Chứ bữa giờ vô ít vô á, giờ vô lại thấy mũi quá. Nãy giờ ở ngoài kia đi vô mà nó cắn. Mệt luôn nè. Thôi bây giờ mời các bạn đi vô trong với mình nha, khám phá coi trong đây nó có cái gì thú vị không. Đi nha. Ở đây cũng có nho rừng nè mấy bạn, mà ở đây trái nó nhỏ hơn, lần này cũng chín rồi nè. Để mà mình thử coi đây nè cả nhà. Chưa chín lắm rồi, nó còn chua lắm nha. Phải nói là cái đám rừng này cũng dã man cũng khiếp luôn mọi người. Mình đi vô có một chút xíu là cắn mình chịu không nổi. Chạy ra ngoài xíu cho nó đỡ hơn. Mũi nè. Ở đây có một cái cây này bông rất là đẹp nè. Cái này thì ở đó giờ mình thấy nó nhưng mà cũng chưa có biết tên nữa nè. Nó rất là quen thuộc với mình luôn. Mình chưa có biết tên nữa. Đây. Ui gì nè mọi người ơi, xin giới thiệu luôn nha, một cái cây mà đẹp quá nè. Mọi người có thấy nó lá nó giống cái gì không? Đây, lá rất là giống cây gừng nha. Thì người địa phương ở đây người ta gọi đây là cái cây gừng gió. Nè, đây cho mọi người. Wow. Bông quá chừng luôn mọi người. Bông đẹp quá nè. Để mình thử ngắt một bông ra mình coi cái mùi vị nó như thế nào nha. Đây, bông nó to nữa nè. To rất là to luôn bộ. Cổ tay mình á. Đây nè. À, cái mùi nó cũng giống, rất là giống cái mùi của cái cây gừng nhà mình á mọi người.
để mình bứt ra một vài bông hoa với mình đào ra củ thử xem mọi người xem cận cảnh bông hoa và cái củ như thế nào nha. Đây nè mọi người, đây là bông hoa của nó nè. Mình cắt ra mọi người xem nha. Đây, bên trong nó như thế này. Nó có nhiều nước, cái nước gì đó không biết có phải mật không nữa, mà nó có một cái độ nhớt. Ở trong nó chỉ là những cánh hoa thôi. Nhưng mà bông là màu rất là đẹp luôn, to đẹp. Để mình xem thử cái củ của nó nha. Đây là cái củ của nó nè các bạn, xem cái củ nó có cái mùi gì nha. Thì đây là, ở đây người ta kêu bằng gừng gió, thì chắc mình nghĩ là một cái loại gừng, một cái gừng dại á. Cái gừng này thì người ta không ăn, chắc chỉ để làm thuốc. Nó không có vị gì hết trơn, nó chỉ có cái mùi nó hơi giống củ riền hơn. Thì mình cũng không biết chính xác công dụng nó dùng để làm cái gì. Bạn nào biết công dụng của nó dùng để làm gì thì có thể chia sẻ bằng comment ở bên dưới nha các bạn.